Kêu Misa ơi. Đi. Ơi. Nếu em có lỡ làm việc mà giết anh đầu tiên á thì có gì anh bỏ qua nha, tại vì nó là đúng vẻ làm việc luôn á. Tại sao mà đéo giết người khác mà lúc nào cũng là lừa tao. Vô tao cũng là việc nào. Tại vì lúc nào em cũng là anh nữa à. Mày không thể giết lại Le nè. Hoặc mày giết những người phụ nữ đi. Không. Sao mày giết tao? Không anh. Không. Trời ơi. Con mong ôi trời ơi. Đây còn cho tám ba đồng lại. Đây còn cho tám ba đồng lại ơi. Lại ơi. Mà em còn qua lần này mà treo lúc sao rồi phải trời ơi. Thế thì phải lại. Chắc là phải chơi lại rồi. Thế phải chơi lại rồi, cho top như thế này rồi. À lỗi em quá anh Khoai. Ôi ai ai gõ gì thấy ghê quá vậy. Ôi má băng dịch ra hết luôn rồi hả? Má nữa. Đó để hết đi. Anh lớn chỗ này mà má hàng Khoa à? Có gì? Anh Khoa ơi, có gì cho Việt Nam nha anh Khoa. Cho Việt Nam. Người Canada, chim Dada. Không sao. Không sao anh em à. Cục leo. Tôi bên dân là dân win ha. Tôi bên dân là dân win. Ok. Na 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 na. Quay quay quay. Em lại. Quỳnh à, đi chỗ này chỗ này. Mình gặp nhau là có duyên rồi Quỳnh. Quỳnh chỗ này. Chị anh tin em ơi. Anh em mình sao? Ra tôi. Đừng đi theo tao. Mày sao? Ra 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 ra. Đi ra. Thằng Bảo đi ra. Không. Đi ra. Không. Tao đéo tin mày đi đây. Mày ra chỗ khác. Em là con ngỗng. Mày sao? Mày đi ra chỗ khác. Anh Khoa em bảo. Em là số 15. Em. Từ từ. Thầy Đồng. Từ từ. Kinh lợi này. Tránh ra. Tránh ra đấy chép. Anh chép một lần. Tránh ra, tránh ra. Từ từ. Né. Thấy thì mày lên gít lại à. Em đã giết mà. Từ từ. Thằng bạn đến em bôi. Từ từ nhá, từ từ mình. Thằng bạn thấy. Ờ, chết rồi, nhìn thấy người chém nhưng mà không nhận ra là ai ấy. Giỡn nữa, giỡn nữa. Chôn rồi, chôn được. Thì em chém mà xem nhìn ra ai được. Em nhìn chung em mới nhìn ra được. Ui mít không phải. Em giết Canada làm sao mà em nhìn ra được. Không nhìn ai. Mít Hà, mít Hà ơi. Không phải. Em phải nhìn vô cái gương á, em nhìn vô cái gương. Em mít Hà. Alo, mọi người nghe này, mọi người nghe này. Ôi, ôi. Nó bị rè hả? Mít mít bị rè à? Đúng rồi. Nó bị rè nha. Nãy có Hà đến đó. Xong là có Hà chiêu với lại Hà đứng đó rồi có thêm cả Đức Cốt nữa, tại vì Đức Cốt có chạy lên thì không biết là Đức Cốt với Hà chiêu có tính người gọi là thông đồng với nhau không? Một kêu đúng không? Đức Cốt với Hà nè chứ lộn. Thông đồng chứ mắc khoan. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao anh Bu lại biết ta? Thì anh chạy xuống, lúc mà anh chạy xuống anh thấy lúc đó là Hà nè đứng ngay đó với lại Hà chiêu. Sau lúc sau là có Đức chạy lên nữa, rồi anh chạy xuống anh gặp chú Đôn thì anh chạy ngang qua nữa rồi mà chưa chết. Mọi người mấy em còn bị rè không? Vẫn bị rè à? Vẫn rè em ơi. Vẫn rè chị ạ. Nhưng mà có mỗi chị ở đấy thôi chứ em. Mà thấy Đôn Huynh không nói gì hết nha. Ê vậy Canada chết rè. Canada còn sống không ta? Từ từ nhá, từ từ nhá. Anh Bảo này, có dịch cho thủ nữa nha. Anh Lợi, anh Bôi ra ra phòng học đi. Ok. Đừng có quan tâm đi quan trọng. Ok. Ô, em cũng có thông tin quan trọng, Misa ơi. Ủa sao giọng đứa nào giống như bị vỡ vọng vậy? Chị dòng phim yếu mấy người em, 16 tuổi mà. Ủa? Mấy chị thì? Ủa giọng đứa nào nghe giống như bị vỡ giọng quá. Ảo rồi đấy. Ôi ôi ôi, cái gì? Không có gì đâu, đi không có gì. Không tin đó, đi 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 đi. Trời ơi, siêu lấy gì rồi chứ. Đi đi đi. Siêu lấy gì, siêu lấy gì. Chào, 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 chào. Qua trái, qua trái. Em mới gọi là đừng đi chung với tao nữa. Đi chung. Không, đi mỗi với Quỳnh thôi. Cứ ngại đi. Thì em xin chụp hình. Từ từ nhá, đi chung như thế này là sống thua đấy. Mày xong rồi. Đồng thế, có đi chung vậy ta. Chị ra đi anh em ơi, thua đấy. Mình đến chỗ spawn
đúng ra chỗ, chỗ tầng hầm đi, cái tầng hầm đi, mình là mình không giết. Ê, dẫn em đi, không biết nhóm em nhớ đi, nhớ là tin nhau và giúp chung đi. Đừng đi trong nước, anh ơi, trong này có vịt, trong này có vịt. Anh em trong này có vịt à, từ. Đi. Anh là ngỗng chứ, anh không phải ngỗng, anh giết mày rồi. Mình cứ vào đấy, mình nói chuyện đã. Đi sao, đi. Thằng Bảo đây, thằng Bảo đi. Bảo đi theo tao, Bảo đi theo tao, nói chung là tao với Bảo mà tao mà chết. Đây, tao số 15, mày số 16 đúng không, Misa? Đúng rồi. Từ từ đứng im, anh số 5. Nhưng mà anh chấm hỏi gia pháp y. Hồi nãy là anh thừa nhận với tụi mày anh tham lam. Chưa kịp nói. Rồi. Ở trên đó có mỗi anh Đức với hai thôi. Có đứa nào nữa? Bức với ai nữa? Anh lợi chứ Haru. Để em nói. Có em chứ. Trước hết là Đức Cốt với lại Haru với lại Tấn là ba người đi chung với nhau. Em có đi theo nhưng mà lúc em tách đoàn ra để mà em đi một mình. Thì lúc sau thì thấy xác của Tấn mà Haru với Đức Cốt là đứng ngay trong cái phòng thí nghiệm á. Yeah. Đây còn một không ý là tại vì em bị lắc quá. Sau rồi em đi một hồi em không thấy thằng Tấn đâu hết. Thì em mới chạy đi kiếm nó, tại em sợ nó bị tê le đâu rồi. Vậy Đức là cái gì? Tại vì Đức nãy giờ là hai vụ là có Đức trong đó rồi đó. Đó là dịch thứ hai rồi le. Là kiểu như đi chip một kêu đúng không? Đức là gì? Đức là gì? Nhưng mà con chạy được. Đức là gì Đức? Thằng Đức nãy giờ liên quan đến hai cái chết đúng không? Đức là gì? Em là kẻ đeo bám. Dịch nha. Mày đeo bám ai? Từ từ đã, mày đeo bám ai? Này bác chị Haru nè. Rồi, bác cả hai luôn. Mày đi bóng ai. Chị Haru làm gì? Đức. Con vịt non. Là sao? Nhớ rồi nha. Nhớ là có Hà nè nữa nha. Đừng quên á. Ở trường Khải ơi, anh Nobi ơi. Ra chỗ cũ. Mic thì bị hỏng cái thật. Anh chị ơi. Ủa sao không quất? Ra chỗ cũ đi. Ủa sao đéo quất thằng Đức đi? Đức cốp kìa. Ai có súng băm bằng Đức đi? Đức cốp kìa. Không có súng. Mày là cái gì? Từ xuống đây Misa. Em là gì Misa? Em số mấy? Em số 16, em biết hai run cuối. Hai run cuối là gì? Ủa mọi người chơi game tập trung, mọi người vô Đức đi, mọi người có thông tin đầy đủ, Đức cái này đủ mà. Cả bao nhiêu người ta tìm kiếm rồi mà. Trời. Làm gì có ai chứng kiến được rồi hay sao á? Ủa? Làm gì có ai chứng kiến tao với thằng chứng kiến hả? Cho em hỏi, cái Misa, hai run cuối là gì em? Là kẻ rình mò với thầy đồng anh ơi. Ô, legit nha, legit. Từ từ, anh Khoa ơi. Ơi. Ra một anh với chị Quỳnh nói chuyện ở trong phòng học. Ơ. Trong cái gì cái hàng, cái hàng đúng rồi, ngay cái cửa, gần cửa đúng không? Đúng gần, rồi gần cái cửa đúng không? Ừ. Làm sao? Em là gì? Bọn em, trong nhóm bọn em có kẻ ra bám. À, thế không phải thằng Đức cấp à? À, thế không phải thằng Đức à? Đúng. Bóp nó đi. Đức với Haru. Khải, quan sát đồng Khải. Không có Dara, ai là cầm cái gì với Haru đi. Nếu Dara, con này chặt đầu tao đi. Chắc chắn 100% là dịch. Misa lê dít. Chặt cái đầu nào mới được. Sao mà đỡ được? Đây. Sao? Phải là như thế. Chú đâu? Ba tuấn là gì? Hả? Là gì hả? Không nói được. Sao không nói được? Nói được. Ba con mình không tin nhau à? Đúng hoài vậy. Hốt nốt chị Haru thôi mọi người. À. Vậy Haru là cũng chung vụ với Đức Cớp đúng không anh em? Sao? Anh em chưa kịp hội ngộ luôn. Haru, tên em là gì? Em là gì Haru? Em là tinh linh. Linh. Ê, hey, vậy nha, Quỳnh mới là tinh linh này. Vậy. Ờ, tên vót đi, vót Haru. Cái gì cơ? Quỳnh nào tinh linh, chơi. Không, từ từ đã, hồi nãy em kêu tránh ra để em giết Đức mà. Quỳnh ơi, chị Haru để băng đi, chị Haru ở đa. Không, bu ơi, tin tao.
Tao đã tra khảo, tao đã tra khảo những người phụ nữ rồi. Những người phụ nữ có thể tin được trong round này, nhưng mà không tin Haru. Vote Haru cho đi. Tin mỗi quần đó đúng không? Haru đang đây. Haru đang. Haru là có thể là đa đạo lên này. Ơi ai chiếm đi chứ từ từ. Đa đa đặt cái đầu của anh. Ai chém đi, ai chém đi. Nhưng mà như thế này. Ai chém đi cho chắc. Nè tập trung nè, tao nói nè, tao nói nè. Ôi lỡ vote rồi. Hồi lỡ rồi. Đa đa. Chứ đồn nhanh lắm. Chứ đồn biết là ai sao á, chứ đồn nhanh. Thôi xong. Mr. Beat. Đa đa đặt đầu anh đi. Anh dẫn nó cho. Mr. Beat. Nào anh. Việt Nam. Rớt cái đầu rồi, rớt cái đầu rồi. Đấy. Mày khen anh cái coi tụi bay. Mày quá gì lại? Bây giờ anh. Ủa đó ta. Em anh. Em là người Canada. Nấu trời Khải. Người Canada hả? Không biết anh ơi. Đéo tin. Thôi anh đi đâu đi, anh đi xa xa. Đéo tin. Thầy muốn chém được không thầy? Khoa, nói nè. Thằng Bú Bú này có vấn đề nè. Tao nghi hà nha. Bây giờ mày đời đó mày cứ nghe thấy tin tao bị gì vậy? Không có hả? Tại sao? Tin tao, tin tao. Không, mày bị điên rồi. Mày là gì? Sao đợi tin mày là sao? Ra ra. Mày! Ơi! Mắt em nhanh lắm mọi người ạ. 100% luôn là em thấy Nobi chém mọi người ạ. Mắt em nhanh lắm. Với một game thủ FPS thì em thấy Faraday đưa sức quân. Đúng. Không, Nobi giết. Không, Nobi giết chắc chắn luôn tao thấy. Cũng rồi. Anh chú khốn anh quá, anh chú khốn rồi. Xong rồi. Không thấy gì hả? Thế thôi. Không thấy gì hả? Hèn chi của em vô. Biết hà là ai rồi nha. Ba con vịt non. Trời. Hèn chi của em vô, kêu Nu ơi. Ôi gì vậy Lu ơi? Bỏ đây. Tôi kêu không nghe hả Khải? Trời ơi, kiếm mình đâu. Má, Nobi. Gửi tao đi kiếm mày ấy. Con Khoa chơi fan ổng hay quá. Không mà tao đi. Gặp tao. Xong rồi. Tao nghĩ là xong rồi. Chờ mấy nè. Tao nghĩ là xong rồi. Ờ, maybe. Rồi, anh Nobi chỉ vâng chẳng hài nè, việc luôn hết bài đi. Ừ, xong rồi. Xong. Mày à. Oh shit. Mày là Canada mà đi một mình đi lại. Thì đi một mình mấy giờ mà, đôi xuống ai đâu. Misa. Ai hoài. Thôi chị Misa đi đâu đi, em sẽ tìm, em sẽ tìm anh. Không Misa đâu. Không có thầy đồng, không có kẻ rình mò, không có. Thôi. Tao mà chết là bu bu, tao mà chết là bu bu. Rồi, đừng đi theo. Mày là gì? Tao dân phòng, tao mày muốn tao giết ai? Một lần thôi, đúng một lần duy nhất thôi. Mà chưa, tao chưa muốn giết ai hết bu, mày bình tĩnh đi, nhưng mà tao là pháp y. Nô em chưa thử nào. Ủa từ từ, Misa. Misa ơi. Chưa muốn giết ai. Từ từ. Nó là pháp y phải không vậy? Em bảo em là anh bảo em là tinh linh đúng không? Đúng rồi. Tinh linh. Tao chưa hồn. Anh mới bảo là vừa anh mới bảo anh bu là chưa muốn giết ai còn gì? Đúng không? Tao là pháp y, chưa muốn giết ai gì đấy còn gì đúng không? Thông minh lên bé ơi. Trời, không cho con kia ăn là chết này, là thua này. Giết tao lộ đó Misa. Ok. Ba tổn ba là gì? Ba tổn. Từ từ ba tổn ba là gì? Tin tao được bu. Ba tổn ba là gì? Không tin Quỳnh được không? Ba là gì? Tại vì con số cuối con biết những con còn lại. Ba là gì? Ba chạy là con vote ba nha. Đây. Mình bị. Ba trả lời hơi lâu rồi. Con mẹ trả lời lâu vậy. Để tao. Vậy thôi. Đi vậy rồi thôi. Đi ra để tao khám xét. Để tao khám xét. Rồi, tao khám xét rồi, tao khám xét rồi. Ôi ôi, thông báo cho anh em một tin vui, ba tuổi là Dada. Này, tuyệt vời lắm. Thấy tao riêu chưa? Này, mọi người nghe nha, thông tin của Pha là chính xác. Tại vì khi nãy Tuấn vô, Tuấn hỏi Ron túi lại bảo. Được xong chưa? Rồi đúng. Xong rồi hỏi Ron, Tuấn không nói. Tuấn chạy luôn. Đúng. Bây giờ... Nhưng mà sao game này chưa end vậy? Bây giờ lấy lên nó bảo nó là Canada cơ. Đâu, Canada đó mà Canada hồi nãy Hà giết có cái... Không phải. Là sao đó thầy? Canada số mấy lại le? Canada số 12 anh Khoa, em vừa số 12 của anh Khoa vừa nãy đấy.
Ván này em tin anh Lợi Lê này. Legit là Legit, Legit. Tao là pháp âm dương này. Tao nhận luôn nhá. Ôi, hay là chú Đôn nhỉ? Đó, đó. Chú là gì? Chú là gì? Chú đi chung với bay nãy giờ. Vì sao là em confirm là từ số 10 trở lên là có chim bưng nha mọi người. Trong Misa nói kìa. Ngỗ mà em nghe mấy em nói, trong Misa nói. Không nhớ. Trong Misa nói. Nuôi hồi nãy em chui thùng đúng không Nu? Em là chim bồ câu, em khai từ đầu rồi. Ủa chim bồ câu đâu được chơi đâu. Mày là không được chơi. Thằng Nu. Không có. Nu nó chơi thùng, em là kỹ sư. Trời ơi. Đa đa đào skip. Đa đa chết rồi, yên tâm. Win. Còn ui đệ là sao? Ui đệ. Phải người đeo Việt Nam người... rồi. Ê thằng Khải nó kêu nó là người đeo bám nha Khoa. Người đeo bám. Anh Khoa chứ. Đây, anh Khoa chạy đâu đi em. Đâu, test thử cái mày mà đeo bám chưa? Chị đâu đi. Mày đeo bám chưa? Giờ chị. Rồi. Ê, đứng gần. Đâu chém đi, chém tao bám luôn. Chém đi lại. Chém đi. Tin được thằng Lê, tại vì thằng Lê nãy thấy Robby mà. Lê nãy thấy Robby chém mà. Tao nói nè. Em là người Canada. Tao nói nè. Nãy tao thằng thấy Robby chém. Thằng em Bảo này có vấn đề. Tao nói thật. Nữa. Bảo. Tôi là gì Bảo? Em luôn đi. Em là ngỗng á. Ngỗng thừa. Còn mà em. Cũng cho đi luôn. Đúng rồi, tao quên mất. Lady and gentlemen, thằng Bảo, nghe Bảo nó là ngỗng thường. Mình ở đây là những người không thích ngỗng. Mình vote con mẹ nó ngỗng đi cho nó nhanh. Đúng rồi, mình là người có chức năng. Đúng, mình là người có chức năng. Mà mình không chơi dân thường. Chú Đô, em Bảo hoặc là chắc mình thôi. Em Bảo Nguyễn. Không. Mình có chơi dân thường. Mình có chơi dân thường. Mình vote nó cho nó nhanh. Nên là nói là thằng Bảo với thằng Đức cũng được coi, tại vì nó thứ nhất là thằng Đức chắc chắn là sẽ chết rồi đúng không? Nó tạo lòng tin là thứ nhất. Thứ hai có thể nó là chim mưng. Nó dí thằng Đức là con vịt bình thường mà, vote nó. Nhưng mà bây giờ cứ ai nhận không có chức năng cứ vote dần dần đi, tại vì Dada đã chết rồi, cứ yên tâm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Bảo là chú Đôn. Chú Đôn với chị Misa chứ. Bây giờ vote thằng Bảo nha. Chị Misa hay Linh với Quỳnh rồi. Chị Misa hay Linh với Quỳnh rồi. Chưa biết Garrett nha, Quỳnh thì hên xui, cái này là nó thật. Quỳnh. Quỳnh hồi nãy Quỳnh lấy cái tờ Quỳnh lấy cái không nhưng mà Quỳnh thấy sự việc vậy ra sai là đội tiểu chết rồi. Nếu mà sai thì mọi người xin lỗi em nha. Dạ xin lỗi anh Đắc. Nếu mà dạ sao anh Đắc họ đặt tên em Bảo là sao? Thì tên thật của nó là Bảo anh. Còn mẹ là sao? Thế thì Quỳnh có vấn đề nha, có thể là má Haru là tinh linh thật. Thế thì Quỳnh có vấn đề, có thể là Haru là tinh linh thật. Giết cái đầu bay. Khoa ơi, chỉ có thằng Lê thôi Khoa ơi, Anh Khoa. Thôi xong anh Khoa ơi. Khoa em phải tìm anh tới bóng tối. Tìm anh tới bóng tối. Tìm mày Khoa không có. Chỉ có Lê thôi Khoa ơi. Tại em nghe nè. Bây giờ nè. Quỳnh Legit nãy nó biết anh Bu chiếm người, nó xuất hồn đi em thấy. Nhưng mà lúc đầu Quỳnh nó kêu là tránh ra cái chữ R của mày nó còn sáng không Bu? Chữ R á? Có chữ R gì? Cái chữ R dưới che bên góc màn hình bên phải nó còn sáng không? Đây rồi. Sáng rồi ơi. Nói như vậy thôi. Nó không có sáng đâu. Mày nhìn nó sáng không? Đây nè, tao rung chuông được mà. Hợp lý. Tao là dân phòng thiệt. Mà bây giờ thằng Lê nó kêu nó là Canada, để không ai nghi ngờ nó thì sao? Alo, cho em nói một xíu giờ... Cho em nói một xíu. Là cái câu cuối cùng anh Khoa bảo với anh Bubu là mày có nút R có sáng không đúng không? Chuẩn. Đúng rồi. Đấy. Over. Từ, mọi người đừng. Bây giờ vội đâu, bây giờ mọi người tự vote nhau thì vào cái thế của con vịt mất. Nhưng mà bây giờ nói rồi, tao là dân phòng hồi nãy tao chém ấy rồi đó. Mày có nhưng mà anh chém Amu Bu. Chữ R tao không có sáng. Anh Bu anh chém ra cơ. Chém ra ba tuổi đó là Dada đấy. Nhưng mà bây giờ mày nói mày Canada giờ ai tin được? Đúng. Chứ bây giờ anh nói thì giờ chỉ có chỉ anh giết, anh nói với thằng Khoa rồi anh làm cho nó coi luôn rồi mà. Thôi bây giờ giết thằng Lợi đi.
lợi hoặc là chú đô hả? Giết anh lợi đi. Bây giờ em nói nè, bây giờ em nói nè, bây giờ em nói nè, bây giờ em nói giết em cũng được. Bây giờ em nói nè, giết em cũng được, nhưng mà em chết đó. Mẹ câu giờ quá, bót cho mẹ đi. Câu giờ quá, bót đi. Má chú... Á, mày dí cái gì vậy? Mày có, mày đa Canada, bây giờ nói Canada cũng vậy là không ai đụng vô mày, tao vote thôi con. Thì bây giờ anh nói trên phòng mày hy sinh về cái gì? Mày hy sinh về cái giọng hoàng này là hy sinh luôn, mày đừng có giải thích. Mày đừng có cãi cọng rồi mày ra. Hy sinh đi, hy sinh giùm đi. Giờ chỉ có chú đô thôi. Adol. Má, anh xin lỗi em lại ơi. Anh hồ đồ quá lại ơi. Mày. Mày được, mày phải làm nhiệm vụ thôi mấy ông ơi. Vậy lại đun chuông. Khoan, chưa xong game nha. Không ổn nha. Bây giờ Quỳnh nó là tinh linh. Ba gan. Misa là cái gì? Misa với... Từ từ đã. Nãy giờ chưa ai hỏi chú Đô là gì hết. Chú Đô là gì? Trời ơi, ba gan. Mày có tin nhầm nhưng người mà... đúng không Khoa? Chú Đô nói giờ... Misa legit à? Misa legit tại vì Misa... Biết rồi Quỳnh à. Nhưng mà bây giờ mọi người đều ra Ron hết rồi. Bây giờ ra Ron hết rồi. Ron là kỹ sư. Hai Ron của... Kỹ sư mà anh. Biết lời legit. Thì giờ vote chú Đô nữa thôi. Nãy nói rồi vote lên. Thức Khải là gì nhờ? Thức Khải là gì nhờ? Em là kẻ theo bám. Ủa khoan. Khoan gì chú, con dí chết đứt cốp mà. Ê chú Đôn á, bắt đường đi đã. Chú Đôn đi. Con kêu anh em đi vòng vòng, chạy vòng vòng mà không may chạy. Không chú Đôn là phải á. Bây giờ nhá, chú Đôn mà chưa chết nữa chỉ còn bu bu thôi. Rồi, bố tao thôi, rồi bố tao thôi. Chú Đôn không phải thì bố tao thôi, nhưng mà tao dân phòng thật. Má thề, khó nghe rồi. Hoặc là mày có thể tin nhầm người á Khoa. Mày có thể mày tin nhầm người á Khoa. À, nhầm người rồi. Chú Đôn chắc luôn. Trời ơi, tin nhưng mà ghê quá. Ơi, em nghĩ cho Kiệt chơi nha mọi người ơi. Ok em ơi. Đất không làm được cái gì hết. Lại à, tại vì em biết sao bây giờ mọi người không tin em quá. Tại sao? Tại vì em sống chó quá. A pha ơi. Không, tại mày chơi hay lê cho nên là phim xem rồi mà em. Nhưng mà hồi nãy mày chứng minh rồi. Hồi nãy chứng minh rồi. Bị giết sớm thôi, bị giết thôi. Thông minh quá là bị tiêu diệt. Em có chứng minh là Nobi rồi. Ready. Cái này không có cao thủ, không có ám sát mọi người chơi thoải mái. Ba tuổi nữa tôi nghe cái màu thấy nghi nghi. Ủa tắt nghe bu bu luôn rồi. Đây được chứ. Rồi nó biết rồi. Ui giời ơi. Thì anh trả lời lâu quá, đâu có ai mà legit mà trả lời lâu vậy đâu. Không, có cao thủ, có ám sát thì dễ chơi hơn. Thì đó, không biết có, biết có không, có ám sát. Ủa, vậy. Mà có tắt hiện Ron như vậy? Rồi. Tắt rồi. Ngon. 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 Em là ám sát. Bây giờ nó có ám sát luôn. Cao thủ gì cần trời. Ôi dáng này không thấy lò le kêu reset nữa ha. Cái gì chứ? Thì lò le kêu reset rồi. Bình thường là anh Khoa. Hôm nay nó ngon rồi. Bình thường nào anh Khoa kêu reset mà chủ con có là kêu reset đâu chủ. Anh cho con quá. À. Vậy là được số ngon. Mẹ á, cuộc sống. Chủ. À. Đâu định vô. Mới Canada, lộn Dada là cái gì đấy đúng không anh em? Số phận đang bạc. Mày là gì đấy? Mày là gì? Anh em bình tĩnh nhau được không? Anh em gặp nhau nó là cái duyên rồi. Ba anh em mình gặp nhau là cái duyên rồi. Đi theo, đi theo con. Quay. Anh em mình gặp nhau nó là cái duyên rồi. Anh em mình kết nghĩa nhá. Vô đây kết. Đây. Chỉ ba anh em mình thôi. Rồi bây giờ nè. Từ từ để mình nói, bây giờ trước khi để mà lộ gôn với nhau để mà chơi đuổi nhau ấy, thì mình có hứa là mình là bộ ba legit cùng nhau để chi tìm ra những con vịt trong cái làng này là không. Vậy là mình thành lập một tổ điều tra. Đúng. Mình là tổ điều tra Tây Cửu Long. Đúng anh. Thằng nào sống lỗi, ai là chồng. Đúng rồi. Trong ba thằng mình, thằng nào sống lỗi thằng đó sẽ bị quỷ.
Rồi chú Đôn đi trước đi, chú Đôn là gì? Số 11, kỹ sư Lê Gít nhất miền Tây. Đức Cấp. Số 16, thám tử lừng danh Đức Cọp. Anh, số 9, chấm hỏi ra pháp y. Lại pháp y lần nữa. Hay da, cái tổ điều tra này hơi xịn á. Ê, nhưng mà số 16 còn những ron gì nữa? Số 10, em quên rồi anh ạ. Ê! Cầm mà chú ơi! Giả đang ngủ điều tra! Giả đang ngủ điều tra! Mày giả đang ngủ điều tra! Chú ơi! Em quên! Giả đang ngủ điều tra! Ê! Tại sao có xác mà ba tổn đứng một bên, rồi cái thằng Hà Chiêu đứng một bên, thằng Nu hay Hà Chiêu ta? Em không, đâu, đang thằng Nu tổn đang đi gặp cái xác. Rồi sao không báo xác? Đang đi gặp xác. Không. Đây. Cái gì nữa vậy Khoa? Sao dội vậy Khoa? Nếu mọi người đã số 16 thì liệu mọi người có quên được hai cái ron thiếu không? Lỗi anh. Không chú ạ. Không, tại vì số 16 nhỉ. Em không chú ạ. Thì em sẽ chỉ chọn ron của em thôi, em để ý mấy ron còn lại lắm tí. Nhất ba đôi mới nhớ được một đôi. Chơi game là không tập trung. Vớt kích thôi mọi người ơi. Tại vì bây giờ như vậy, tại vì nói số thì nó cũng không lộ ron ra. Bây giờ Đức Cấp nó nhận số 16 nhưng mà nó lại không nhớ hai ron kia. Thì có nên nghi ngờ nữa không? Chú ạ. Chú ơi, số 16 là chú hủy đấy chú. Từ từ nhá. Thằng thằng em 15 mới hiện mà. Thằng Đức Cấp nó bảo nó số 16 mà hỏi nó hai ron còn lại nó không nhớ. Đó. Em nghe. Nghe tao. Nè, hồi nãy cái lúc mà thằng Lê đi chung với thằng Bảo, thằng em Bảo, tụi nó họ thằng Lê nó hỏi thằng Bảo là ai, xong cái thằng Bảo kêu là chị Hà, tao chỉ nghe tới đó rồi, lúc sau Hà chết. Đây. Tao là kỹ sư trốn trong tủ, tao là kỹ sư sư trốn trong tủ, tao nghe được câu chuyện này. Mày chỉ cần nói mày thôi. Mày chỉ cần nói mày thôi. Mày là kỹ sư. Đây rồi. Em Bảo thằng Lê. Chỗ cũ của nơi chỗ cũ lộ chỗ rồi. Ok ok. Này, mọi người lần sau nó chưa kịp nói với, chưa kịp nói xong nó hút mẻ rồi. Nói cái gì nói mày nói sẽ đéo rồi. Nói gì nữa, nói gì nữa. Thì bây giờ bảo cho em nói, bây giờ nó có tuổi qua qua mẹo không? Thôi. Vô luôn đắp mọi người, vô luôn đắp. Trùng hợp thì bạn nó cho em nói chứ, em đã nói đâu. Không, mày không được quyền nói rồi. Nhưng mà tao nói xong là hết giờ gian rồi. Để chơi không cho người khác. Trời đất ơi, dù gì em đã. Nhiều nước cam quá. Trời má chú gà. Khoa chơi bên ngỗng hay anh em. Không. Đéo tên mày. Mày với chú Đô có vấn đề. Trong mày à. Đây nè. Em giải thích. Anh sao. Mọi người phải cho em nói. Tao đéo tên này á. Ai ai. Phải. Qua cái gì. Ai. Lady and gentlemen. Bây giờ mọi người phải trật tự nghe em. Anh Khoa nói nè. Bây giờ mình vote tiếp thằng Bảo đi, rồi mình tính đến cái chuyện của thằng Bu. Tại vì nó có trường hợp là chú Đôn, chú Đôn, chú Đôn cũng đúng. Nhận là kỹ sư, thằng Bu cũng nhận là kỹ sư, là sao? Đúng. Cho em nói. Đúng. Em là ngỗng ba gan thì đầu game em. Giờ chú Đôn hiểu hay không à, chú Đôn hiểu à. Là sao? Nhưng mà tao đưa ra cái thông tin đó là tao nói thật. Đúng, bây giờ tao thấy nếu cả ám sát không bắn nữa này. Để cho anh Bảo nói nghe. Bảo nói đi. Em spawn ra với chị Hà thì chị Hà bảo với em là người Canada. Thì em mới đi với anh Lợi một khúc lâu rồi thì em mới nói cho anh Lợi nghe là chị Hà là Canada thì em không có biết anh Lợi là gì hết. Nhưng mà không. Lợi nó hỏi ai? Lợi nó hỏi ai mà? Nghĩa là mà mày phải nói cái gì đó, mày biết, mày kêu là mày biết rồi của người không. Này sao mày nói cho Lợi rồi là mới hỏi ai rồi mày mới nói ra. Em đã nói là Hà chị Hà là Canada mà anh Lợi có nên em tỏ lại là hai người biết chị Hà là Canada. Nhưng mà có một thông tin hệ khiến Lợi lên cái đó là Bảo Ron gì, tại vì ám sát cũng chết rồi. Ừ đó. Ừ. Mày hai là em là ngỗng ba gan. Ngỗng ba gan, nó ngỗng ngỗng ba gan. À gan. Nói chung là hai thằng mày liên quan tới nhau. Cứ vote nó đi. Vote thằng Bảo đi. Từ từ rồi bây giờ mày là thằng đưa. Mày hiểu không? Mày là thằng đưa tin cho cái thằng ám sát. Thì tại là phải giết mày. Rồi bây giờ ai, chú Đô mày phải biết phải có ám sát chứ, mày không được đưa tin bung bung chứ. Thế là thằng Bu nó biết ám sát là ai?
Thằng này mới là ám sát. Đúng rồi. Nó là ám sát đó. Nó là ám sát đó. Ừ. Nó tưởng tao là kỹ sư à? Kỹ sư. Thế bu bu là gì? Bị bu bu là chim bồ câu. À. Còn ám sát này là anh bị bu phế. Rồi, anh ngốc nghếch quá. Anh tỉnh táo lên qua. Mà tí tao giết chết mày, mày phải nhận vậy không thôi là tôi cút. Đúng rồi. Mày đỉnh vãi. Đúng rồi. Mày đỉnh vãi. Rồi. Bây giờ nha. Tao chết đúng không? Cấp ta chưa? Bây giờ mày đẳng cấp. Lỡ được tao chết đúng không? Đi ngà. Cho tao coi tiếp được không? Tao không làm gì đâu. Tao là theo về ngỗng mà. Bây giờ là gì theo về ngỗng? Thì nó là bồ nó là... Trời ơi, còn hỏi nữa. Nó là con lây bệnh. Hai không lẽ chứ. Làm gì có con lây bệnh. Mọi người, con sát, con sát. Yeah. Má nó lộ. Nè, để cho nói chung nha, chú là người. Tại vì á khi mà lúc mà tắt đèn á là mọi người biết là cái chỗ mình đứng á, cái kho của mình á nó có cửa bên tay phải đúng không? Thì cái chấm đỏ nó dịch nó lệch sang bên phải của cái cửa đó thì bên bệnh chỉ thấy có Đức Cấp thôi. Còn bây giờ Đức Cấp mà muốn minh quang thì Đức Cấp nói xem có ai đứng kế bên hoặc là đứng ngay khúc đó. Có anh Pupu đứng kế và một người màu hồng là chị Haru. Đúng không? Hả? Không phải à? Nhưng mà mình quay lại cái câu chuyện nhá. Thà anh là cái thằng vô số 16 rất là nhiều. Bình thường anh vô số 16 ấy, anh phải mà anh lấy nó thật nhanh. Anh lấy tội ra anh chụp hình lại còn những con gì để anh chơi luôn. Nó mà mày bảo mày đéo nhớ mà nó vô lý quá liền. Với lại nhá. Tao thấy thằng đứa cốt nó chạy ngang qua cái là mất cái xác. Thì tao không biết ai ăn hết. Mọi người cho em hỏi là có kèn kèn thì có chim mưa không? Có kẻ ám sát thì cũng có nên... Có kênh chân là có thể nông thôi. Nói chung là hai chữ xong sạch em nói mãi chán rồi. Mọi người vote em đi. Ok em ơi. Ok em. Ok luôn. Hảo hán. Vậy em nói nha Đức. Anh tin em á, anh vote em á. Chưa anh vote bỏ anh tính vote em á. Đấy, tao bỏ qua đấy. Còn người tôi, người cuối thì tôi nghĩ là ông Tuấn Gia Minh 18 tuổi. Nữa dí nữa à, có gì đâu dí hoài. Lớn như tôi sẽ đi theo anh Tuấn. Nữa. Tôi sẽ làm gì mà tôi biết hết. Tôi chết. Hai mọi người ơi, tôi với Bubu với ba Tuấn đứng đang nói chuyện nha. Ba Tuấn chém trước mặt tôi luôn, tôi nhận tôi là pháp y. Chém trước mặt tôi luôn. Cười. Xác nhận nha là không có chém. Hai nhận pháp y từ đầu rồi, từ game đầu luôn rồi. Không có chém. Đấy, còn ba Tuấn cứu thôi. Tuấn là gì Tuấn là gì? Thế ba là gì? Đa đa, không chém, đa đa mà. À, đa đa. Ừ, đa đa. Đa đa sao giết người được? Cho Dada thắng đi anh nhỉ. Rồi, cho Dada thắng. Nếu mà là Dada thì đã cãi để dí cho pha rồi. Đúng. Cho Dada thắng đi chứ còn gì nữa. Quy rồi đấy. Không thôi để em. Không, Dada thiệt, Dada thiệt. Mình bỏ qua đi em, đi chạy đi giết cho. A Tuấn mà là Dada là chặt cái đầu pha đi. Đúng. Chúng có ai Dada mà nhận mà giao này mà Dada. Thôi cho Dada đi. Có làm gì? Nếu ba Tuấn mà Dada ấy khoan cứt. Được chưa? Ê! Bỏ đây! Trời lớn người ta! Trời lớn vậy! Uy tín nó tạo nên thương hiệu! Anh Khoa bao nhiêu lần rồi anh Khoa ơi! Ôi, anh Khoa ơi! Ăn đi Khoa ơi! Để coi màn hình tắt! Thằng ăn cướp! Thiệt hả? Mày làm công cho mày mà làm vậy á. Có
công mày, nhưng mà lại vậy. Tại sao mày chết? Ủa? Thì tao chết là có người giết tao. Thì mày giết, mày đứng ngay chỗ đó của tao, thì tao tội tội giết mày thì ai giết? Haru, bây giờ Haru kêu là để đó em giết cho. Mày không nghe. Em giết đây, Cứu tôi. Em sẽ chống đây mọi người ơi. Mày giỏi quá, bản chất điên lộn. Chưa một đầu cộng một bách. Chia chú nửa chén. Chén này khoa tự bó. Ôi chén này. Thôi chia đều anh em 16 người được không? Có chia em căng nghe người đó. Trời ơi. Trời ơi, quá tình thú kìa. Xuyên đi rồi bạn kết cùng với chứ. Ôi, anh Khoa thì em Khoa tự mới nha Khoa. 2 1 xong luôn rồi, support luôn rồi. Đánh số cao rồi mọi người ơi. Tao là ám sát. Đánh số cao rồi. Quốc gia game này vậy. Còn sao giờ chơi chốt chơi bồ câu đúng không? Ủa đa game này được chơi mọi người. Đã có chơi bồ câu mọi người. Ê nhầm bồ câu á. Mà có chơi không vậy? Mà có chơi không? Không chơi mọi người. Không chơi mọi người. Là bồ câu ấy. Để nếu mà còn sẽ tách chung với nhau thì nên mình chơi sau giờ không chơi đi. Sao mà bực bội dữ vậy? Ui. Em chào anh Pha. The fuck. Đi anh em mình tin nha. Đó này, đi ra tụi em đi ra. Tao chết là ma chết là tao. Rồi. Ok, em không chết được đâu. Trời ơi, em lê chết lắm. Mày là gì? Em là Canada. Tụi mày? Em số 8. Hợp lý. Anh là cái gì? Tao số 6 cảnh sát trưởng. Anh số 6 hả? Số 6 cảnh sát trưởng. Ok, vậy em đi một mình nha. Thôi rồi đi. Vẫn là... Ơi. Từ. Đi chung. Ê Khoa. Nếu mà tao đi với Hà, nếu mà tao chết là Hà nha. Hiểu. Nhưng mà em sẽ bu nha. Hiểu. Ba tổn ba là gì? Thôi. Ba là gì? Thôi ba là gì? Đứng xa nói chuyện. Anh Khoa bên này có xe anh Khoa. Hai xác luôn. What the fuck? Con kiện nè, xác này con kiện này với Nobi nè. Báo thôi. Có khám không anh? Có ai phát bi đâu khám? Em không biết nha, em mới đi ngang qua đây là em thấy luôn nè. Ui hay là anh đi. Thấy hai cái xác ngay phòng giặt có sự chứng kiến của ba tuổi và em ma và tôi. Tôi thấy nên tôi báo luôn. Tôi không biết hàng này là cái gì mà cái xác nó gần nhau lắm. Mình biết anh đâu biết là người Canada mọi người ơi. Mình đúng vậy nè Khoa, mình thấy nó đúng là con mẹ không thấy em ma thấy xong em ma kêu hai đứa mình đúng không, rồi không. Em ma thấy xong kêu hai mình xuống. Em biết Canada còn sống anh rồi nha ơi. Canada còn sống rồi Lê ơi, anh biết luôn. Đây nè mọi người ơi. Đến sự như vậy. Đây nè. Anh sợ anh quá anh Ambo với lại em ma. Gã anh Obi với lại gì Phong Kiệt ra một góc để mà lộ rô. Anh Obi khai là Canada xong rồi em ma băm Phong Kiệt. Trời ơi. Obi xong rồi phất là người Canada. Trời ơi. Kịch bản nó đẹp. Kịch bản quá mày, một kịch bản quá đẹp luôn Lê ơi, nhưng mà tiếc rồi nó xảy ra. Tao lại mày, tao báo xét là mấy con cặc gì lại. Trời ơi. Thì bây giờ anh giết Canada thì chạy được báo xét. Giết ông nội mày Canada. Không phải. Tao, để mày tao nói cho mày nghe, tao đứng với bà Tổn. Thằng ma nó bảo bên đây có hai cái xét, tao qua tao nhìn thấy trong tao báo. Em đi từ phòng thí nghiệm đi, vượt xuống hầm ngục qua tủ đồ, em thấy cái xét, hai cái xét. Thế bây giờ em hỏi này, anh Khoa là gì? Anh Khoa có ám sát em lợi. Có ám sát đâu. Có ám sát. Ê, mà nó có ám sát, thằng lợi có nhắc lời nha. Khoa ơi. Thằng lợi có nhắc lời. Hà biết rôn của tao, tao cũng biết rôn Hà. Nếu mà một trong hai tao chết. Thằng lợi có nhắc lời anh em ơi. Anh, từ từ. Anh lợi bảo với em, anh lợi là thời đồng. Ủa sao lại kêu bảo? Không phải Quân ơi, không phải.
Misa, 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 nhầm rồi. Misa để tao. Misa, Misa, Misa để nhưng tao. Nhưng mà sao, đồng quá. Sao lại nói Ron ra vậy? Ô, Quỳnh ơi. Ây da, có khi Misa. Ra lại chỗ cổ đi, ra lại cái chỗ cổng tele đi. Ok, ok. Ba tổ này ma, ra ra mình là một phe riêng rồi đấy. Ra phòng học đi. Ra phòng học, mình là một phe riêng. Mình là một ga phe riêng rồi. Để nha, ok, để ý nha. Tấn ơi, hội trường Tấn ơi. Phòng học. Oh, scare nuôi. Ở trên phòng thí nghiệm. À. Hai thằng này kiểu hai thằng mà chết nhau nãy phải không? Có thể là cảnh sát trưởng giết nhau. Hai thằng nó kiểu lộ gọn nhau xong kiểu đéo tin nhau nó băm nhau. Bây giờ tí nữa mình nhận cảnh sát trưởng mình le gít vậy. Nhè. Ơi. Đúng không? Hai nó kiểu má kiểu lộ cái ấy tao băm nhau. Đâu rồi. Đây nhá, thế thì thằng Lợi Le nó có vấn đề, nó đẩy cho tao với mày, nó có vấn đề. Mày biết Ron tao, tao biết Ron mày. Mà ba Tuấn thì ba Tuấn đi tao chưa được. Hồi nãy anh Pha với chú Tuấn đi đường nào lên vậy? Tao với ba Tuấn ở trên. Tao đứng ngay cái chỗ kia luôn á. Đứng ở trên đi xuống, ở trên đi xuống mà. Không, lúc đó mọi người đông lắm, sao mọi người tản mày hết. Hai cái xác đó giống xác của cảnh sát trưởng với dân vậy ta. Hoặc là vì đắp con kêu. Không. Nhóm nó đông lắm. Má sao cái bục kêu anh? Sao mà cảnh sát trưởng được má? Mà đi xuống dưới là. Ơ, tôi thấy xác của em ma ở phòng học rồi. Con mẹ ba con dịch luôn, vai cà lụa. Em ma nó là Canada mà. Ơi. Nó kêu bạn. Em ma nó kêu là má tôi đang đẹp quá. Em ma nó kêu Canada là nó thằng biết Canada là ai, chắc chắn nó là Canada rồi. Không, thằng Tấn là Canada. Tấn là Canada. Không. Thằng Tấn Canada không. Tỉnh Canada mà. Bây giờ em bảo tổng đẹp, người đẹp tổng chết rồi. Lúc nãy á là hàng ma chỉ chung với bồ với anh Tuấn thôi. Nhưng mà hàng ma nó chưa là ma bất kỳ ai hết, để mà nó rộng là Canada hết. Mà bây giờ anh Tuấn, anh Bô, hàng ma đều chết hết. Cái này là một phát triple kill rồi, bây giờ mọi người lọc người ra này. Em đi chung với Quỳnh với lại Misa. Kiểu như là lúc nào cũng vào cái form đẹp quá mấy ông. Cứ nhỏ nhé, con đang đi với chị Haru nè. Có Bubu với cả chị Hà. Nhưng mà mày Canada mày phải đi lẻ ai, mày đi chúng người ta. Ai nói sao mà. Có kiểu đi lẻ. Em đi lẻ mà. Bây giờ, nói chung là hồi nãy là anh với lại Hà đứng chung với lại có lúc đó là có Tấn với Haru vậy thôi, bốn người. Nhưng mà có chắc chắn là anh với Hà, chị Hà là đi từ đâu qua phòng thí nghiệm ấy? Tụi anh vừa spawn ra là ở trên phòng thí nghiệm, anh trên phòng thí nghiệm là lúc anh mới gặp là gặp Quỳnh chạy xuống qua hang sương. Em spawn ra phòng đốt đó, em gặp anh Tuấn này, xong em chạy ngược qua phòng thí nghiệm, em gặp anh Khoa, xong hai người cùng chạy qua hang sương. Thì lúc sau em đi tới hai người nào chạy qua hang sương? Misa hẹn ở chỗ tele. Sao em không thấy ai hết, em đi ngược. Tấn, Bubu với cả là Chiêu là bị. Gì? Hà Chiêu ơi, em bây giờ Chiêu. Em đi với Bubu, có chị Hà, trên đấy với cả chị Haru. Mày không có đi với tao, mày đi chung với Hà mà. Bắt gặp. Bắt gặp tao với Hà là... Em đi từ dưới lên, xong em thấy chị anh Bubu và chị Hà đứng với nhau. Xong chị Hà đi đến. Misa với anh Ngược ơi, gặp chỗ cũ nha. Em có thông tin. Có người đi Canada nè, Hà Chiêu, chị Hà Chiêu. Dịch thế này nguyên mà tình linh. Có spawn ngay trong phòng thí nghiệm. Anh spawn ngay phòng thí nghiệm với Quỳnh Ba, Quỳnh biết mà, Quỳnh nói đi. Quỳnh. Trời ơi. Anh spawn phòng thí nghiệm không? Chúng em nói cho. Ừ, đúng rồi, nhưng mà... ấy. Chúng em nói cho. Nhưng mà lúc này, lúc... không không. Lúc nãy sao đó? Anh Lợi ơi, vào phòng rung chuông nhá, em có câu chuyện muốn nói. Ok. Em là người... à thôi. Má, nó bục chiếc bục kêu luôn mà. Trời ơi, ma ơi. Ơi, anh quá, là cảnh... quá. Ba Tuấn là gì? Em là cảnh sát trưởng nè, thằng ma nó là ấy, Canada. Ba Tuấn là gì? Trời ơi, anh Pha ơi. Tí cái nhờ, đang vào phôm. Bây giờ em nói nè, em là Tinh Linh. Lúc đó là em đang đứng chung với lại Quỳnh, với lại Misa. Em đang bay vô phòng học em chất. Thì em thấy là một pha chiếc bục kia là bị ba sát không tình nhau lắm. Tức cái này chắc chắn là chiếc bục kia luôn. Thì bây giờ ơi. Em nói nè, thằng Hà Chiêu nó phát rồ của em nó là Tinh Linh. Là cái thứ nhất.
trong một hàng là chưa dí chồng tấn là người Canada, cái thứ hai là hai con vịt rồi nè, chú Đôn bằng tấn là ba nhưng mà chính ra nhá, đúng rồi chính ra dịch không biết cái pha đó chú là ngon á, bảo tao chú Đôn là chắc rồi, chú Đôn thay Đôn với tấn rồi mày mà tôi lấy gít cứng khừ với bằng mờ, nhưng mà chứ thôi, nhưng mà chứ kêu thì ba vịt lúc đấy em đi em gặp anh Pung Vua và chị Hà ở trên mà em đứng một lúc mà thì em giết trước rồi sao chưa có kêu được. Em giết trước rồi. Em đứng trên đấy một đúng lúc. Đúng rồi. Thì lúc bọn Hà Chiêu, Hà Chiêu với Tấn chắc chắn là vịt. Anh bảo là Tấn ơi. Hà ơi, là tôi ơi, em biết phải làm gì rồi hả? Dạ. Em còn chưa gặp anh Hà Chiêu một lúc nào. Được. Để không sao Lê ơi. Vót đây, vót nó đây. Nhưng mà anh Lợi anh bảo bắt kèo vào phòng nào? Lê ơi, Lê. Ở phòng. Đi chung với tụi. Phòng học đúng không? Phòng học. Em mày đi, em mày đi từ đấy lên phòng thí nghiệm, em bắt gặp anh Vu, em đứng nói chuyện một lúc ấy, không phải là một người, không phải là nhanh đâu. Bót, 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 bót. Bố Hà Chiêu, ngồi có ba người đây. Cộng tên đi. Thằng Lợi đứng nhỉ. Anh Vu sẽ lại em đứng đi một lúc mà đúng không? Anh Khoa với thằng Ma đang đứng chung với nhau mà. Đây nè, cộng tên đi. Cộng tên đi. Nhưng mà anh Vu sẽ lại em đứng một lúc mà đúng không? Ây da, nhức đầu quá ta, sao không bốt ta? Đây, cộng tên đi. Không bốt à? Vãi này. Ây da, cộng tên. Gì ba. Tôi vẫn không boss nhờ cái lag này nhờ. Lag kỳ thế. Cái đình. Cái lag gì đó. Phải boss chứ. Mì sao em là gì? Em có thấy đau không? Thôi xong. Đây rồi, đi nhiều lắm, Dạ. Im nha, im nha. Rồi, thằng Hà Chiêu là chắc chắn là dịch. Được rồi Lê. Rồi. Hà. Hà với Bảo biết rồi. Giờ phải trừ ra thôi. Giờ chỉ có thằng Tấn thôi. Lúc mà đóng cửa thằng Tấn ở bên ngoài. Giờ chưa hai chết. Giờ còn Tấn với chú Đôn. Nè. Thằng Ma chắc chắn. Rồi. Anh nói đã. Tại vì chú Đôn hồi nãy chú Đôn nhận chú Đôn là dịch luôn. Thì một là Dada, hai là dịch. Thì giờ chỉ có ai có Đôn tự biết rồi cái gì. Ra giết chú Đôn đi là được. Giết cái gì, tôi theo phe dân mà. Không. Bây giờ Dada sống vô ích lắm. Thôi, cho tôi sống đi. Thế bây giờ vote một Tấn chứ nhá. Giờ mà nếu vote á, là vote một Tấn, ừ. Ừ. Đúng. Ảo thôi đi. Tấn là Canada. Lê. Chắc Lê nó chả bị gì nữa. Thằng Lê nó bị câm lặng, vote một Tấn đi. Tôi bỏ qua rồi nha. Ảo thôi đi, Từ. Chú Đôn lôi kéo mày mà. Chú Đôn lôi kéo mày. Lê ghét quá, tôi về phe ngỏng. Tôi bị phe ngẫu. Trời ơi. Thế có giọng anh Pupu ta. Má đẹp như vậy rồi. Ba si ba. Má cái nhà làm game cay thế nhờ. Chết bộ kêu. Chừng nào anh kêu đâu. Ủa, chú Đôn chết rồi à? Ừ. Chết chung với Tấn mà. Em tính nhân mà. À. Chú Đôn, chú giết nhiều quá, chú bị nghiệp quá đó chú Đôn à. Tiếng nào anh ăn cướp kìa. Tiếng nào anh cướp kìa, em ít có cướp ăn rồi. Cái gì? Không, chứ. Tiếng nào anh ăn cướp. Có chiếc bộ kêu mà còn lại còn bị dính cho nó đang. Tiếng nào anh ăn cướp á. Hỏi đéo gì vậy? Anh Nu. Chính anh Nu. Chính xác là anh Nu. Đi ngang qua chém. Nu. Anh Nu gì ơi? Tao đang dưới hội trường mà. Vốt cho em. Tao đang đứng dưới cái đèn hội trường mày ăn luôn gì? Bây giờ đúng rồi, bây giờ anh bạn nè, đơn giản đó là tôi với Haru với lại Quỳnh ấy chung nhau bây giờ chỉ có không nghe thật, không nghe thật. Hoặc là Bảo, hoặc là em, hoặc là Hà Nhiên thôi, một trong ba người. Không phải tôi. Với lại vấn đề nè, đây để nói nè, thêm một vấn đề nè, là lúc nãy cái lúc mà anh bị thằng Hà Chiêu gì á, là anh có nhảy vô cái phòng Tele, là có Tele gặp là Haru với lại Nu đúng không? Xong rồi tôi bị cấm lại. Còn lúc đó trước đó là thằng Hà Chiêu là vịt thì không biết có phải nó cơm nặng không, tôi không thôi, nhưng mà chắc chắn là một trong hai cơm nặng. Cứ tin em. Tay ăn cướp. Được rồi, chị quyết định tin em. Tay em ăn cướp. Bà bắt cướp mày là gì Bảo? Được. Mới cho nó một tô đi anh ơi. Bà giờ bắt cướp mày là gì, mày với tao vậy Bảo? Em thấy. Mới cho nó một tô đi. Thấy tao có thấy mày đâu. Kệ anh, lúc đó tắt điện mà em thấy anh. Tay em ăn cướp.
Ồ, thế vậy là một chim mưng, một vị trí chim mưng nào khó luôn đấy nhở? End game. Beautiful. Được chưa? Phan là chim mưng. Chưa ạ. Trời ơi, anh Phan. Tống chứ là chim mưng anh cho anh cảm sát chưa? Sao chú đồ chết vậy? 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 Chú em tinh linh em nghe được hết nhưng mà không nhớ giọng thôi. Anh nô quá, anh nô thật. Ôi, chủ đô này mình gặp bịt thật là Anh thử bố 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 chết cử nha. Mày tí thì bố game mới rồi cho mày chơi mẹ. Mời ơi, ba game không được chơi rồi. Để mọi người bán cuối đi anh. Cái chết cử nha mà. Cái gì bán cuối hả? Cuối đây, 11 giờ lận mà. Thôi, gian cuối, gian cuối đi. Gian cuối cũng được, gian cuối cũng được. Đâu có đăng kênh tôi đâu. Khác gì nãy luôn á, nó khác gì. Ủa, số 1 xong, số 14 rồi. Nhồi nha ơi. Còn mẹ biết lỗi rồi mà ơi, mà. Lại được không? Lại được số 2 xong, bây giờ số 5 rồi. Được, được, được. Anh Ba ơi, ra vòng tròn gặp em. Đố nào thấp đi nha, đố nào thấp đi nha. Được rồi. Mình gặp nhau là cái gì rồi Hà? Đi 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 anh, đi anh. Dì mỏi em rồi, em, vào đây. Em bảo vệ anh. Từ 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 từ. Em bảo vệ anh. Từ từ, anh. Đi đi ra đây, đi ra đây. Mình gặp nhau là cái gì? Em là gì? Tên phải tên anh. Như anh đang câu cun tao. Anh đang câu cun tao chứ em ạ. Không, 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 không. Thằng này là thằng nào? Không, phải tên anh Hà. Anh chết là em chết là anh. À, sao đây làm chứng nha. Đi đi đi, chị với anh. Mình phải tin nhau. Từ từ, từ đi xuống đây nha. Đi qua đây, qua đây, đây, dưới có người, dưới có người. Rồi để làm hot nốt nghiệp điều này cái. Lỡ ơi. Thì anh cũng đang câu cun tao chết em vậy. Trời ơi Hà ơi, em không tin anh thì em không đi chung với anh cũng được. Anh đợi anh làm nhiệm vụ này cái. Thì em bảo vệ anh, em là người có chức năng. Anh biết mà, đi 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 đi, đi anh lộ con cho em luôn cho dễ chơi. Thì sao em lấy anh đi em đấy. Lần đầu tiên em được một người đánh bóng mẹ vô tắt mất rồi. Ừ. Em tưởng em lắc không? Làm này. À, tôi biết anh Khoa là gì. Anh Khoa ơi. Gì? Nguyễn Vũ. Em tin được anh game này không? Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi, em thấy chị Haru lúc ăn xác. Em thấy chị Haru ăn xác. Ok. À, mọi người ơi. Mọi người nhé, nói mọi người nói. Chuẩn báo được chưa? Trời ơi, hài vãi. Em phải chịu đôi chịu kiến một hoa. Đã kêu là đừng có giết nó rồi. Đậu phận. Ba người này. Ủa, cái gì đây? Mẹ kêu đừng có tát nó rồi. Thật hài lạc. Có ai phá bi không? Ai phá bi không? Vào đi. Sao sao không báo đi. Ai phá bi không? Ai phá bi không? Đang đang đang. Ê ê. Từ từ. Ủa nhưng mà sách này là ai giết vậy? Ui. Ui. Em kinh thiên động địa lắm ma ơi. Mọi người ơi. Em có thông tin quay cho mọi người ơi. Chú đồn giết người. Chú đồn quay lại giết thằng kẹt luôn. Ủa ai nhỉ? Chú Đôn, à, đúng chú Đôn, đúng chú Đôn. Ủa nhưng mà sao vậy chú Đôn? Mọi người ơi, từ từ. Nghe em nói. Mọi người tin ơi, em đi. Tôi rất là thỏa mãn, tôi giết được 4 người tin. Rồi và trong đó có cặp em đôi, tôi rất là thỏa mãn với tôi đi. Ủa? Chị Quỳnh, chú Đôn. Em là kẻ bắt trước, em là kẻ bắt trước, em đã bắt con vịt rồi. Không, Quỳnh nó giết, Quỳnh nó là người giết đầu tiên. Sau đó thì chú giết thêm một cặp đôi nữa. Nhưng mà chú là gì? Chú là già trẻ chú bốn mạng rồi. Quá thằng già này chơi ác dữ bay. Già đỏ mạng. Không, Quỳnh giết á. Quỳnh đứng đó. Chắc chắn tử còn sống mà. Chú Đôn chắc chắn là vịt. Chú Đôn chắc chắn là vịt. Chú Đôn. Không. Chú Đôn nè. Chú Đôn là kẻ bắt trước không phải vịt. Vót chú đôn đi. Vót chú đôn đi. Cảnh sát trưởng còn sống. Phải. Cảnh sát trưởng là anh Pha. Cảnh sát trưởng là anh Pha. Gagan gặp anh nói cho mày nghe. Nãy giờ có phải chinh su nha, nhỏ nhẹ chết rồi này. Má, mấy con dịch kia đâu rồi, đâu rồi. Cứ bảo là giết đi, trời ơi. Ủa, dịch phương kia chết rồi. Ma nó cảnh sát trưởng hay sao ấy.
Băm. Chuyện hôm nay đâu có thật chơi game đâu. Ma ơi Ma ơi. Ma. Từ từ Ma rồi. Ma ơi. Quỳnh ơi, hồi nãy em bảo là em biết con vịt cuối cùng là ai rồi thì em nói cho Quỳnh. Alo alo alo. Ai là người là em bảo. Vâng. Vâng là em. Vâng. Hai là ai? Là em bảo. Hai là nè. Là nè là tại vì lúc nãy chứng cứ là nè kìa. Hà nè. Tại vì lúc nãy chú Đôn bảo. Tại vì lúc nãy đi chung với chú Đôn, xong chú Đôn bảo là đi theo nè. Rồi sao? Đi theo này rồi sao nữa? Thì đấy, thì xong rồi chú Đôn giết người đấy. Không nhưng mà Hà nè, nhưng mà Hà nè lỗ rõ lên rồi Hà nè. Mai ơi, chị lại em đi Mai ơi, đừng có dí chị nó đi. Làm gì có em thì thế thì em chỉ nghi vấn thôi, em chỉ nghi vấn thôi. Nhưng mà em bảo cho gì em nè. Cho anh hỏi cái là Hà ơi, người nổi tiếng chết chưa? Em á? Ừ. Người nổi tiếng chưa chết. Không nha. Tại sao anh qua chỉ bơi anh nãy, qua nãy, mà anh không tin em nhỉ? Đúng. Là thôi là đúng rồi đấy. Thì em phải thấy. Em thấy ai? Sao em thấy được? Không, em... Mày thấy tao dò ghê không? Từ từ, đoán đầu mày tiên thấy anh Nguyễn dò có, ghê không? Anh Nguyễn có kiểu với em. Chết thật. Thế là bây ông giờ ông bà. Nghi ngờ Hà nè với em Bảo rồi đúng không? Đây nè, để em nói cho nghe. Đây, cái em cho phòng nghe anh ơi. Là phòng bởi vì em là tinh linh. Ok anh ơi. Em là tinh linh. Em lên thì thấy ma chết là anh nhé, anh chết là ma. Cứ tin vậy thôi. Ok nha, mọi người nhớ nha. Ma chết là anh chết là ma. Thôi, em phòng học đi bạn. Vâng. Em không có súng đâu, em không giết ai được đâu. Thế nhưng mà cho em vừa đi với Nhi xong. Bảo vệ tôi với. Anh đi với ta. Bảo vệ tôi, ok. Thì mới xa này, chứ nguy hiểm lắm anh Pha ơi. Đi một mình đúng không? Đi một mình đúng không? Đúng rồi, nghi lắm nha. Ai bắt em vậy? Em là Ngọc. Kệ em đi. Tôi bi bạn đi ra trong ghét đi, tôi nói chuyện với em ma. Đây ma xuống đây, ma xuống đây danh rồi. Đây. Mình lộ ghi. Ok anh ơi. Anh nhận trước luôn, tại vì anh tin hình mày. Hình như chị Misa chứ là Canada hay sao anh ơi? Tao là cảnh sát chữ. Tao cảnh sát chữ. Ok chưa? Anh cảnh sát chữ hả? Ừ. Ok. Mày em, là gì? Em Ron. Em hả? Ừ. Em là KOC. Rồi, hiểu. Em này. Như là vậy đấy. Ê. Ui. Bên đây. Bên này có cái đèn nữa. Từ nha, tí. Mày nghi ai mà bỏ anh nha mà. Ok anh ơi. À nè, đi chậm chậm. Quỳnh đi đâu rồi? Hình như chị Misa là Canada đấy nè. Không mà. Canada thì để đi một mình đúng rồi. Mày la lớn vậy. Dưới đây nè. Ý là phán đoán thôi, em đâu biết đâu. Trời ơi. Thật đấy. Cái gì đấy? Có mùi. Coi mẹ. Em xin lỗi. Em hết gì? Ôi ôi. Đi ma đi anh, đi anh. Hai anh em mình đi nhau thôi. Hai anh em mình đi nhau thôi, tại vì anh em mình giúp vậy. Quẹo bơi. Mà tôi sẽ làm nhiệm vụ với. Cái lộn gì đấy? Văn phòng chết rồi anh Pha ơi. Sao mày biết? Văn phòng là gì Phương Kiệt đấy. À, mà bây giờ còn ai nhờ, khó nhờ. Mày cứ đi với tao, tao làm nhiệm vụ đã. Tôi còn mấy cái nhiệm vụ, okay, này. Hai cái nhiệm vụ ở dưới hội trường, hai cái nhiệm vụ ở phòng thí nghiệm rồi xong. Rồi xong anh em mình đi chung. Sao lại ghi tôi là Việt? Okay. Em lên ghi. Ma! Cái làng này. Ma đi với anh ma. Cái làng này. Đây em đây. Chạy đâu quá chạy đâu, mày đang sợ chứ gì? Tên mà em đứng trước em canh với anh á. Mày không đi chung với tao chết. Thôi,
Lên trên. Ê, cấm điện quẹt lên, quẹt lên nha, ma quẹt lên để tao nhìn. Để tao nhìn. Rồi, nhìn. Tao còn 2 cái chơi nữa là xong. Con ấy xuống nơi đây, con nó đừng có đứng ở nơi đông người bị giết á. Ngây quá. Trong này chắc có rắn có mụn dịch. Trong này có vấn đề. Em soi ra trên đầu không mà. Ai soi kìa. Em soi ra thiên thần, ý là em là thám tử. Em là ai? Em là Nhi. Nhi nhún nhảy. Hai người đẹp. Nhi nhún nhảy giữa bầu trời trong xanh. Em băm bên vợ anh Khoai. Đấy. Vợ anh Phai. Em vợ. Mày nói vậy đồ quá là tao đang như vậy. Trời ơi, em đang nghe ba này chứ. Ba cà lòng thật tao lên cái tí vậy rồi tao nói lòng mày đi. Bây giờ bị em và anh đi với nhau rồi. Ai với nhau là biết à. Rồi ok, đóng cửa rồi. Mà anh giết em cái là có người vô. Anh mà giết em cái là có người vô báo chuông liền. Ma ơi, tao muốn giết mày á. Tao lựa cách tao giết hồi nãy rất đông người. Lúc rung chuông tao bảo là mày chết là tao, tao chết là mày. Tao đâu có bị ngu. Rồi với anh làm đây, em làm cái chỗ này cái. Em lau cái này cái. Không chứ em phải. Đi làm. Hiên tế. Ủa nhập chung. Ta không mua được. Đi. Đâu có ai, hiểu ai mà sống. Nhìn đi xa nè. Con mẹ mày im mồm đi. Cho ăn đi. Và 15 giây. Sao bây giờ? 15 giây. 15 giây. 15 giây. 15 giây. Hên quá. Ui mày quá, nhặt chuông không phải cho ăn lên ơi. Má không, một tí nữa tao chém bừa. Đây là hình như là Canada hay sao ấy chứ. Tí nữa là tao chém bừa đấy, từ từ. Tao là thầy đồng, thằng khùng ơi. Thầy đồng, mấy người chết rồi. Má, 6 xịt 15. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Ngon. Mày ơi. Trời ơi, chim mông đi bắt vịt, khó luôn cho quá. Chôn Việt Nam. Má, vì sao ơi. Chôn Việt Nam. Đứa để thấy kinh khí rồi. Mẹ cút chắc. Chôn. Mẹ nè. Anh cũng nghi ma rồi. Mà giờ mà bảo mình, anh nó chết là anh chết là nó cũng lộ rồi. Chôn anh ạ. Nãy nó kêu là anh làm nhiệm vụ cái xong sabote luôn mà không nhận ra hả? Không để ý. Làm tại vì nó không có lòng ngon. Ăn được không? Ê, từ, đi, gặp ai mình dụ phong sát ở đấy. Đi, lên đây. Quá, dù cái thế là. Không sát. Ôi, đi. Nguy hiểm quá vậy trời. À đây đây. Chôn Việt Nam. Ê, mày lại thử một cái đi. À, ai thử cái đi, thử đi, thử. À, đớp đi. Không đớp được, đớp cái xác em dưới à. Đớp đi. Đây. Đi bắt trước rồi, bắt trước. Má đang diễn đạt quá thề Khoa ơi. Người này chắc chắn không có người. Cho bình thường là được rồi, Khoa đừng có diễn nữa mà. Ôi, mẹ chôn người ta biết rồi à. Ui. Không để cái này mà. Má thề, đi đâu chẳng này không có, chẳng này không có bật cái mic ta. Tôi đang du đâu. Ôi, trong này chị ơi. Đâu vậy. Ê, có nhiều người lắm nha. Ê. Tôi đã. Ủa, hào mà là cảnh sát trưởng á. Ở đâu, nó đi đâu. Má. Đi quên. Ủa, thằng Mát đâu em nói này. Trên đây. Em đây. Đâu, tao không biết mà. Đâu, em nói này, chị Quân ơi. Em ở đây, chị Quân. Đâu, tắp đẹp. Đấy, đừng đứng gần Nhi, chắc, Nhi là chắc đây. Thả thử đi. Em tao biết rồi, nhưng mà đáp bực. Được rồi. Thì đây là xác của anh Quang. Anh Quang nãy giờ đi chung với lại anh Ma đúng không? Có thôi, với lại chị Quỳnh nữa. Đúng rồi, Quỳnh đi chung với Lisa. Đúng rồi. Đấy, lộ ngay. Mà chính giờ chỉ còn anh Ma với lại anh Khoa mà win nữa, dân này nó win nữa. Ê, không. Thế này tao bảo sẽ linh là sao trời? Em là tên Linh. Anh bảo sẽ linh Khoa rồi. Em còn biết được anh Nubi là cái gì này. Đúng. Thế tao hỏi anh Ma là khi nãy Khoa đi chung với mày rồi Khoa đâu? Anh Pha, nếu anh Pha đi từ phòng thí nghiệm, anh Pha làm cái nhiệm vụ ngay chỗ kỹ sư, xong anh Pha tách đoàn, em không đi chung với anh Pha nữa.
nãy hai anh em mày thời sống chết có em nhà. Biết em biết anh trời anh Khoa đi với Misa không sao em nãy giờ là em đang ở phòng học nè, nãy giờ em đang ở phòng học. Misa bảo Misa là dân phòng xong rồi Misa giận anh Khoa. Anh Khoa chạy bây giờ hỏi bốn chị em bạn gì mình nghe nhá. Bây giờ mình đi chung nhau là bốn đứa mình lít. Bây giờ 1, 2, 3, 4 chỉ còn anh Mai với chị Quỳnh chỉ còn 3 người còn lại thôi. Đúng vote anh Mai không chỉ có thằng Bảo ngay từ ván đầu tiên rồi. Vote bây giờ nhá. Bây giờ bót em Mai trước. Đúng bót em Mai trước tại em Mai chúng tôi là lộ ngay anh em Mai tôi nói với chấp trước cái làng mà tại khi nãy Quỳnh bảo là Quỳnh là kẻ bắt chước. Em skip Quỳnh em là kẻ bắt chước rồi. Trời ơi anh Pha ơi sao anh chết rồi anh còn kéo thêm như vậy anh Pha. Cái lúc mà anh Khoa chết em còn nghe. Vậy là đúng rồi hả? Cười nữa cơ. Đúng rồi. Nhi, đúng vậy. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mày non. Tao đã nói trước thiên hạ như vậy rồi. Mà mày vẫn giết tao. Mày non. Không có thắng. Phải nói đúng một kêu là còn 3. Mày non. Còn 3 mà anh. Chạy lẻ nó còn 3 chứ thắng anh. Tao nói trước bàn dân thiên hạ rồi. Là mày giết tao là mày lộ ngay. Trời ơi chị Quỳnh chị kêu ma chị kêu vậy Quỳnh ba ơi. Không sao chưa chết một ai cả. Bố thôi mọi người ơi. Em bảo thù cho anh rồi anh Khoa ơi. Không phải anh cức nữa rồi. Mà tụi mày nhìn vô lên tụi mày cũng hết hồn luôn. Chị em bình thường Quỳnh nha. Anh nghỉ luôn nha. Thôi okay. Giờ luôn. Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Vời. Tin chuẩn mà luôn á. Chiều Mẹ TV thế nhỉ? Đau lắm mà không chiều Mẹ TV. Thực ra chính là Misa là cảnh sát trưởng. Misa 30 qua chết đôi hai người. Mai mà chưa xương gọi Mẹ TV tí. Tôi tin em. Được, em tin em. Những người xinh đẹp nói gì cũng đúng hết. Tôi tin em. Được, tôi tin Quỳnh, tôi sẽ vote Quỳnh. Tôi tin Quỳnh. Vậy phải vote anh Nobi á. Rồi, vote Nobi đi, vote Nobi đi. Đi. Chú Đô ơi, chú Đô. Ôi mày là đúng vui luôn. MVP. Chừng nào IRL nữa, chủ nhật tuần này nha. Chủ nhật tuần này là anh đưa gia đình đi chơi. Có bu bu đi theo quay cho. Phải có người quay thì anh mới đi chơi gia đình nó mới rõ nói được. Đây rồi. Nghỉ đó em ơi, chúc mừng rồi. Thôi nghỉ thôi.